Bò kho mật mía là món ăn trứ danh của người dân xứ Nghệ. Món ăn này được kết hợp từ vị ngọt tự nhiên của thịt bò cùng vị ngọt đậm đà của mật mía và cả vị cay thơm của các gia vị sả, gừng, ớt và quế. Tất cả tạo nên một món ăn ngon khiến cho bất kỳ ai dù mới chỉ thử qua một lần thôi cũng sẽ không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của nó. Đây là món ăn rất phù hợp cho chúng ta nhâm nhi trong những ngày Tết. Thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển của cơ thể. Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Chất sắt có trong thịt bò giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cần thiết cho việc cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể. Theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân, tráng cốt, dùng cho các chứng tỳ vị hư nhược như gầy yếu sút cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường. Còn mật mía là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất đường, có dạng siro màu nâu sẫm. Nó là một loại gia vị có nhiều dinh dưỡng với thành phần canxi, sắt, kali cao. Đặc biệt với vị ngọt tự nhiên, mùi thơm đặc trưng khi hòa quyện với thịt bò, không chỉ tạo nên được một món ăn ngon mà còn có rất nhiều chất dinh dưỡng. Với cách chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây, nồi thịt giữ được rất lâu và thịt vẫn giữ được vị thơm giòn ngọt tự nhiên mà không hề biến chất. Món này có vị thơm cay của gừng, quế, ớt cùng với vị giòn ngọt tự nhiên của bắp bò. Tất cả hòa quyện với vị thơm dịu của mật mía tạo nên món ngon hấp dẫn để đón Tết. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Lê Duyên. Như quý vị và các bạn đã biết, ẩm thực vùng miền đều mang mối nét riêng khác biệt. Và với xứ Nghệ thì bắp bò kho mật mía là một món ăn không thể thiếu của người dân nơi đây, đặc biệt là trong dịp Tết. Thịt bò chắc, mềm, ngọt vị, vị thơm ngon của gừng, vị cay của ớt và một điểm đặc biệt đấy chính là vị ngọt dịu của mật mía. Tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn lý tưởng trong ngày Tết đến xuân về. Trong chương trình Ngon và Lành của chúng ta ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách chế biến món bắp bò kho mật mía. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh Hoàng Hà, đầu bếp của nhà hàng Sao Mai tại khách sạn Mường Thanh Phương Đông ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình Ngon và Lành ạ. Vâng, chào em. Chào tất cả các bạn đang xem chương trình VTC trong món ngon và lành. Hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu với các bạn món ăn đặc sản vùng miền của chúng tôi là món bắp bò kho với mật mía. Đây là một món ăn được sử dụng trong các cái ngày Tết và phục vụ trong các cái bữa tiệc quan trọng của gia đình. Thường vào ngày Tết em vẫn được mẹ cho thưởng thức món ăn này, nhưng mà em không biết cái cách chế biến nó như thế nào, thì anh có thể hướng dẫn em và các bạn chế biến món ăn này có được không ạ? Ok, ngay sau đây thì anh sẽ hướng dẫn em thì cũng như tất cả các quý khách đang xem Ngon và Lành cái cách chế biến cái món bò kho với mật mía. Với bò này mình lựa chọn những cái bò như thế nào thì nó ngon và lựa chọn phần nào của con bò ạ? Trong cái món này ấy, thì cái điều khoản bắt buộc nhất là cái thực phẩm chính của cái món ăn. Nó bắt buộc là phải là những cái bắp của những cái con bò tươi nguyên và đang thực phẩm đang tươi sống. Thì có một cái độ đàn hồi rất là tốt và cái màu sắc thì sống động của cái màu thịt bò và tốt nhất là của những cái con bò mà được nuôi ở những cái vùng thảo nguyên cao của miền Tây xứ Nghệ đấy. Vâng, thì để tạo nên một món ăn riêng biệt thì những cái nguyên liệu của nó cần có và gia vị cần có đi kèm là gì hả anh? Trong cái món ăn này thì những cái nguyên liệu không thể thiếu được thì em xem đây là mật mía. Dạ. Cũng được làm từ những cái cây mía được trồng ở miền Tây xứ Nghệ
Đây là nước mắm thì cũng là nước mắm nguyên chất làm từ những cái con cá cơm hảo hạng nhất của vùng biển Nghệ An. Những cái nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu được đó là hạt tiêu, hoa hồi, quế chi, ớt cay, tỏi, gừng và sả củ. Sau đây thì tôi xin hướng dẫn các bạn cách kho cái món bắp bò kho về mật mía. Khi đã lựa chọn được cái thực phẩm tươi ngon như cái yêu cầu mà tôi đã nói lúc nãy thì mình về lọc bỏ được những cái gân sơ hoặc là những cái mỡ thừa không cần thiết, và để cái gia vị nó ngấm đều vào cái miếng thịt bò ấy thì chúng ta nên cắt đôi cái miếng thịt bò ra để cho gia vị nó được ngấm. Sau khi mình đã sơ chế xong thì bước tiếp theo mình làm gì hả? Tiếp theo của cái món này ấy, thì mình phải để một cái công đoạn nó cũng rất là quan trọng trong cái cách chế biến món ăn này, đó là phải tẩm ướp cái món ăn này và có một cái thời gian để cho cái thực phẩm nó ngấm vào, gia vị nó ngấm vào cái thực phẩm. Cái gia vị chủ đạo của cái món ăn này thì nó là mật, nước mắm là hai cái gia vị chủ đạo. Còn cả cái gia vị ăn kèm thì gồm có tỏi băm nhuyễn, có sả băm nhuyễn, có gừng băm nhuyễn, có hoa hồi, có thảo quả và quế chi, một ít hạt tiêu, một ít cái bột. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho em và các bạn cái cách tẩm ướp món ăn này. Hai quả ớt sừng, hai tép tỏi để nguyên, một ít hoa quế chi, một cành hoa hồi và một quả thảo quả. Tiếp theo thì chúng ta đập dập vào băm nhuyễn hai tép tỏi tươi và một ít gừng củ cùng với ba củ sả tươi. Sau khi đã băm nhuyễn sả, gừng và tỏi thì chúng ta cho tiếp vào cái thịt bò mà lúc nãy chúng ta vừa ướp với mật mía và nước mắm đấy. Sau khi đã ướp tất cả các cái nguyên liệu gia vị vào trong thịt bò thì chúng ta để cho thịt bò ngấm trong khoảng thời gian là 30 phút. Thì sau khi mình đã ngâm gia vị trong 30 phút thì mình sẽ làm gì tiếp theo ấy? Tiếp theo ấy thì trong cái thời gian mình tẩm ướp cái miếng thịt thì nó cũng đã được 30 phút và cái gia vị nó đã ngấm vào thịt rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình cho vào trong nồi để chuẩn bị nấu. Mình cho tất cả các cái gia vị cùng ướp với bò lúc nãy vào trong nồi luôn. Sau khi cho thịt vào nồi thì chúng ta bật lửa lớn trong một thời gian khoảng 10 phút để cho cái miếng thịt nó sôi, cái nồi nước nó sôi và cái miếng thịt nó xe lại. Sau khi nước đã sôi thì chúng ta giảm lửa. Mình sẽ kho trong thời gian là bao nhiêu lâu ấy? Riêng cái thịt bắp bò kho tàu ấy thì mình phải nấu trong thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ để cho cái thịt nó vừa mềm, nó ngấm được gia vị và nó cái nước dư ở trong bò nó cũng ra hết để tạo ra cái nước sốt sánh ăn cùng với bò. Em cũng thấy khá lâu rồi thì bây giờ đã đủ thời gian để mình có thịt nó đủ chín, và thứ hai nữa là với món này thì mình có thể ăn kèm với món gì không ấy? Sau thời gian kho thì miếng thịt cũng đã chín và đã ngập đầy đủ cả loại gia vị, thì chúng ta tắt bếp và cho món ăn ra để trình bày lên đĩa. Sau khi thịt đã kho chín thì tất cả các cái nguyên liệu gia vị cũng đã ngấm vào thịt và cái nước dư của thịt còn một ít. Cái nước dư thì sánh màu đặc trưng của cái món này là cái màu sẫm màu, và cái miếng thịt thì nó đã sẵn và cứng. Thì sau đây tôi sẽ thái cái thịt này và trình bày lên đĩa. Thì mình có thể thái lát mỏng. Sau khi đã thái thịt xong thì chúng ta trình bày lên đĩa. Chúng ta cho thêm một ít nước dư của thịt bò kho để cho cái thịt bò nó dày hơn được nữa cái mùi cũng như cái hương vị của món ăn. Cái món bò kho với mật mía
thì trong dịp Tết thường được dùng với bánh chưng và dưa hành muối. Vâng, như vậy thì anh Hà đã vừa cho chúng ta biết cách chế biến món bắp bò kho mật mía. Món thịt bò kho mật mía là cái món mà nó dân dã của Nghệ An, cho nên là cái hình thức kho của nó cũng đơn giản, như là tất cả cái vật liệu á, như gia vị thì nó cũng rất đơn giản, nó chỉ gồm có mật mía rồi là nước mắm, ớt cay, một ít hoa hồi để dậy lên cái vị thơm của cái bắp bò. Thì cái bắp bò thì mình kho cũng kho kho mềm rồi là cũng bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để mình có thể được sử dụng được trong thời gian ăn Tết. Bò là loại thịt bổ dưỡng được ưa thích sử dụng trong gia đình, nhưng cần đặc biệt lưu ý là những thực phẩm không nên ăn cùng thịt bò: lươn, hẹ. Thịt bò không nên ăn chung với lươn và hẹ bởi nó gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. Hạt dẻ. Thịt bò chứa nhiều đạm, hạt dẻ chứa nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất, dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng. Đậu đen. Ăn đậu đen ngay sau khi vừa ăn thịt bò khiến cho cơ thể không thể hấp thu chất sắt có trong thịt bò. Đậu nành. Trong thịt bò và đậu nành đều có chứa nhiều axit uric. Chất này là nguyên nhân gây ra bệnh gút, nên trong ăn uống cần tuyệt đối tránh ăn uống hai thực phẩm này cùng lúc bởi nó có thể gây ra các cơn đau khớp. Thịt lợn. Thịt bò tính ôn có tác dụng kích thích chuyển hóa, làm ôn trung ích khí, thích hợp với người yếu, người bị suy giảm chuyển hóa. Còn thịt lợn tính hàn, chúng trung hòa nhau và không đạt được hết tác dụng hiệu quả.